Nếu bạn là chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, nếu bạn là đi lên từ nghề và bạn đang rất là bận rộn với các công việc điều hành hàng ngày, thì điều đấy có nghĩa rằng là bạn đang là khổ chủ cho doanh nghiệp của bạn và bạn đang là nô lệ cho doanh nghiệp của bạn. Mặc dù bạn có tiền nhưng mà bạn lại không có những cái thời gian để dành cái thời gian cho gia đình, cho bên chỗ cái bản thân bạn. Thì nếu bạn đang rơi vào cái tình trạng là bạn đang làm việc theo kiểu dạng bản năng, bạn không có ai chỉ bảo cho bạn về cái cách thức để điều hành doanh nghiệp một cách bài bản và rút dần ra khỏi các công việc điều hành hàng ngày, thì bạn cần phải theo dõi cái video này. Video này tôi sẽ giới thiệu cho bạn là 8 cái bước tuần tự mà chúng tôi đã làm để chúng tôi từ một doanh nghiệp gia đình, từ một doanh nghiệp nhỏ mà bây giờ chúng tôi đã trở thành một cái doanh nghiệp tập đoàn gồm có hơn 30 đơn vị thành viên và có gần 5.000 lao động. Thì điều đầu tiên tôi bắt đầu là tôi phải vẽ ra cái sơ đồ cơ cấu tổ chức để xem là ai ở cấp trên, ai là cấp dưới, các cái phòng ban cụ thể trong doanh nghiệp bạn là gồm có các phòng ban nào và mối quan hệ giữa các phòng ban đấy ra sao. Thì đa số các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa thì chúng ta là đi lên theo kiểu dạng là từ một doanh nghiệp gia đình, từ một doanh nghiệp cá thể, cho nên chúng ta là không có những cái sơ đồ cơ cấu tổ chức. Vì vậy cho nên là anh em nhiều khi cũng không rõ là mình phải làm gì, các cái công việc, các chức năng của các bộ phận phòng ban là không rõ. Điều thứ hai là bạn cần phải mô tả các cái chức năng, mô tả các nhiệm vụ, mô tả các cái công việc của các phòng ban và của các vị trí trong sơ đồ cơ cấu tổ chức đó. Nếu mà bạn mà không mô tả nó rõ ra thì họ cũng sẽ không rõ được là hàng ngày họ phải làm gì, hàng tuần họ phải làm gì, hàng tháng họ phải làm gì. Và đây chính là những các cái lỗi chính mà hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa không làm. Hơn 5 năm tôi đi dạy cho các chủ doanh nghiệp thì tôi thấy rằng đây là một cái lỗi rất phổ biến của anh em chủ doanh nghiệp. Điều thứ ba là bạn cần phải thiết lập cái quy chế doanh nghiệp. Đất nước thì chúng ta cần phải có hiến pháp, cần phải có pháp luật. Và doanh nghiệp thì chúng ta cần phải có quy chế. Ví dụ quy chế về giờ giấc đi làm, nếu không hoàn thành các cái công việc thì sẽ ra sao, hay là quy chế về vấn đề là ma chay hiếu hỉ. Tất cả chúng ta đều có những cái quy định. Điều thứ tư là bạn cần phải soạn ra các cái quy trình để hướng dẫn cho bên chỗ anh em. Mỗi một phòng chức năng, mỗi một bộ phận thì chúng ta đều có những các cái gọi là hướng dẫn. Quy trình hướng dẫn này nó sẽ cho phép kể cả những người gọi là người ngu cũng có thể làm được, cứ theo cái quy trình đấy mà làm. Rất nhiều các doanh nghiệp chúng ta bỏ qua cái việc này, cho nên chúng ta rất là vất vả, chúng ta rất là khổ, và mỗi người mới vào thì lại bắt đầu lại hướng dẫn từ đầu, và sau đó thì một thời gian họ làm thành thạo rồi họ lại ra đi thì chúng ta lại phải đào tạo một người khác. Thế thì nếu chúng ta có một cái quy trình hướng dẫn, có khi người ta chỉ cần đọc cái quy trình đấy người ta đã làm được tới 80% các công việc rồi. Cho nên đây chính là cái khoa học trong quản trị, và trong mỗi bộ phận đấy thì các bạn có thể có nhiều các quy trình để hướng dẫn chi tiết. Tôi lấy ví dụ như là trong cái mảng sale chẳng hạn, trong mảng bán hàng thì bạn cần phải có những cái quy trình để hướng dẫn về việc là lên đơn hàng như thế nào, soạn hợp đồng ra sao, rồi là theo dõi khách hàng như thế nào, hay là quy trình về vấn đề xuất kho, hay là quy trình về tele sale. Và trong mỗi một bước chúng ta đều có những cái mẫu biểu, những cái form biểu để chúng ta hướng dẫn cho anh em. Khi bạn làm được cái này rồi, bạn sẽ thấy là thực sự bạn sẽ tự động bạn rút dần ra được. Điều thứ năm là bạn cần phải có được các cái bộ định mức, bộ tiêu chuẩn, bộ tiêu chí để mà quản lý. Ví dụ tiêu chuẩn trong sản xuất, thế nào là sản phẩm hỏng, thế nào là sản phẩm chuẩn, hay là tiêu chuẩn trong vấn đề về định mức trong hàng tồn kho, định mức về là nguyên vật liệu, hay là định mức về tiếp khách, rồi định mức về điện thoại. Thế rồi chúng ta phải có những cái tiêu chí làm nào để là cho anh em biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là hiệu quả, đâu là hoàn thành, đâu là không hoàn thành. Và nếu bạn mà xây dựng được cái này rồi thì bạn thấy rằng là cái hiệu quả hay là hiệu suất lao động nó rất là tuyệt vời. Và điều số 6 là bạn cần phải có được hệ thống các báo cáo quản trị. Làm quản trị thì chúng ta làm một cái quá trình mà chúng ta có là lên kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện này, rồi tổ chức là giám sát và kiểm tra này, và sau đó rồi thì là báo cáo kết quả, đúng không? Thế thì vậy thì nếu chúng ta không có những các cái báo cáo kết quả thì chúng ta không thể biết được là chúng ta hoàn thành hay không hoàn thành. Cho nên cái hệ thống báo cáo đấy nó sẽ là cái cơ sở để cho các nhà ra quyết định là biết được là những thông tin về tài chính, những thông tin về bán hàng, những thông tin về marketing, những thông tin về sản xuất, vân vân. Và điều số 7, trong cái điều kiện nền kinh tế kỹ thuật số hiện nay thì bạn cần phải IT hóa trong tất cả những vấn đề quản trị để nâng cao về cái hệ thống quản trị và giảm cái số lượng nhân sự xuống, tăng cái tốc độ là thông tin lên và kết nối được các cái bộ phận với nhau để chúng ta là hiện đại hóa được các công tác quản trị. Và điều số 8 cuối cùng là bạn cần phải xây dựng được cái văn hóa doanh nghiệp.
đây là cái công việc không phải một ngày, đây là công việc là liên tục và thường xuyên, dân tộc có văn hóa của dân tộc. Thì công ty tổ chức phải có văn hóa của công ty, văn hóa của tổ chức. Vì vậy cho nên bạn xây dựng cái màu sắc văn hóa như thế nào để cho doanh nghiệp của bạn ngày càng có cái sự bền vững. Thì trên đây là 8 cái bước xây dựng hệ thống quản trị bài bản và bền vững để dần dần bạn thoát khỏi cái đời khổ chủ. Và nếu như bạn thực sự khao khát để là biết thêm và sâu sắc hơn về các bước xây dựng hệ thống này cũng như là những các cái vấn đề quản trị doanh nghiệp bài bản, thì các bạn hãy đăng ký. Tôi có một cái chương trình MBA in 2 days quản trị doanh nghiệp bài bản và hiện đại trong 2 ngày mà tôi trực tiếp là chia sẻ cho các anh chị. Và đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối với các doanh nghiệp đi lên từ nghề, đối với các doanh nghiệp hộ gia đình hay là các đại lý hay là những người đang kinh doanh hệ thống mà bạn thực sự khao khát để bạn có được một cái doanh nghiệp là bài bản, một doanh nghiệp là quản trị rất là khoa học và không cần có bạn điều hành trực tiếp mà nó vẫn tiếp tục là tăng trưởng theo thời gian, thì nhất định bạn hãy là đăng ký ngay để tham gia cái chương trình. MBA in 2 days đã được triển khai trong 6 năm qua và mỗi một chương trình này của chúng tôi thì có khoảng hơn 100 cho đến gần 200 các chủ doanh nghiệp đến từ nhiều các vùng miền khác nhau. Họ đăng ký để họ làm sao để giải phóng cái kiếp nô lệ của mình và họ cũng muốn làm thế nào đấy để nâng tầm cái doanh nghiệp của mình. Và cảm ơn bạn đã theo dõi chương trình này và hẹn gặp lại trong chương trình MBA in 2 days quản trị doanh nghiệp bài bản và hiện đại trong 2 ngày. Thank you.